Cho con hỏi, xung quanh nhà con có một cái chậu nước có lăng quăng. Nếu con đổ chậu nước đó đi thì có phạm giới sát sanh không thưa sư? Vì con biết lăng quăng có được xem, con không biết lăng quăng có được xem là chúng sanh hay không. Thì thưa với quý vị đó, lăng quăng được kể là một chúng sanh ha. Còn nếu như mà mình muốn đổ như thế nào đó mà nó không phạm giới sát sanh á, thì sư có lời đề nghị là chúng ta có thể chờ lúc cái trời mưa á, hoặc là lúc mà nó có nước nhiều á, rồi mình đổ đi, thì như vậy đó lăng quăng nó sẽ trôi theo cái dòng nước và nó vẫn có nước để nó tiếp tục nó sống, chứ nó không có bị nước cạn mà nó chết. Thì đây là gợi ý của sư. Còn không biết hôm nay thì có sư Chánh Tâm, thì không biết là sư Chánh Tâm có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Cũng vậy à, thì không có ý kiến gì, sư trả lời vậy được rồi. Câu này nó cũng đơn giản, cho nên tao chúng ta qua câu hỏi tiếp theo ha.